Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Tăng quay trở lại vòng xin giới thiệu một lô đất dân. Ta đứng ngay ở vòng xoay hết dịch đây, vòng xoay lớn, ngay ở BIDV nhà văn hóa sông Đồng. Dạ, đứng giới thiệu lô đất ở khu phố 5, phường Hát Dịch, thị xã Phú Mỹ. Lô đất này rất là đẹp, giá không thấy cũng được. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem gần vòng xoay trung tâm của Hát Dịch. Đất này có diện tích là ngang 10625 gần nhà cái văn hóa sông Đồng, cái dịch đây khu phố 5 là khu trung tâm của cái dịch, nhà ở rất đông đúc, nhà ở đông thì đây đất cũng không có gì, còn lại thứ ba thì rất nóng từ nhà ô tô. Hôm nay thấy lô đất đẹp được, giá cũng khá ok nên mình giới thiệu thì mọi người xem. Nó có hai con đường đi thông á, một đường này, đường phía dưới là đâm thẳng ra gần. Con đi con đường này chỉ chậm con đi thì không được. Đây, ở bên nhà ở đông đúc mà, đang ở lâu đời. Ở khu dân cư, đường nhà nước. Thấy cũng yên tâm. Này, đây đây rồi. Này đường nhựa đấy, qua đường nhựa. Này người ta cũng lớn, người ta tách ra người ta phân ngang 10, ngang 5 luôn, mình luôn góc rất là tốt, giá cũng được. Đây, đây người ta phân này. người ta tách luôn 5-10 mét khu vực này, khu vực đất ở đây, đây người ta phân cho phân. Đây. 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 Thì lô đất này là ngang 10625, lô góc à. Từ con cọc này đến cái trụ điện có con đường tự mở. Và con đường này nhà nước được trả nhựa rồi. Cọc xuống dưới kia. Không có cọc phía xa không có cọc. Đó, mọi người thấy. Đây, đây người ta chạy phân lô hết rồi. Có dân ở. Người đất ở. Ra đường này đường lớn đi xuống nhâm là trạm cát, cũng đi thẳng con đường lúc nãy đang đi thẳng, có hai con đường đi đường thông. Lô này bán với giá 1.6 tương lượng, có sổ hồng rồi. Giá này ta thấy cũng được. Nếu mà ai có nhu cầu quan tâm tham khảo giá khu vực quanh với dịch này cũng biết được. Giá này ta thấy được, có thể thương lượng xuống thì mua để dành xây trọ hay làm gì thì cũng tốt. Quyền đất ở cũng yên tâm. Đường mở sau này khả năng nhà nước cũng sẽ công nhận thôi, nhưng mà có đường nhà nước như thế này mình cũng yên tâm. Ở có thổ cư 119 m². Nên đây không lo sau này có tái quy hoạch đền bù thì cũng cho mình tái định cư. Đất dân thì mình đang nghĩ ở đây thì lâu quá quy hoạch lắm, định cư lâu đời. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Mọi người muốn thông tin liên hệ thì cứ tham khảo liên hệ Tăng, số điện thoại 0947 401 444. Tăng thấy lót nào được xong quay cho mọi người xem. Đỡ bớt rủi ro là thì cũng đỡ. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Có nào hay Tăng sẽ quay tiếp. Xin chào mọi người, xin cảm ơn.